Sao bạn chọn cô Tết trong những ngày ấy? Với cô Tết, mình luôn hứng khởi trong từng bước nhảy. Nhờ cô Tết, mình thoải mái mua sắm cả ngày. Có cô Tết, ngại gì mà không tăng tốc. Dù làm gì, cần chi với bận tâm. Ngày ấy ư, chuyện nhỏ.